Spring Retrospective là gì? Spring Retrospective là một trong năm event của Scrum. Đây là cơ hội để Scrum Team nhìn lại và có được kế hoạch thay đổi, phát triển tốt hơn trong những Spring tiếp theo. Spring Retrospective có time box là 3 tiếng, cho Spring có độ dài là 1 tháng và có thể ngắn hơn nếu Spring ngắn hơn 1 tháng. Scrum Team sẽ xem xét lại những vấn đề liên quan đến: thứ nhất, cách làm việc, phương thức làm việc. Thứ hai, khó khăn trong nội bộ hay ở ngoài Scrum Team. Thứ ba, kỹ thuật đang sử dụng và nên sử dụng. Thứ tư, những yếu tố về con người, về những bất đồng. Thứ năm, về chất lượng của sản phẩm. Thứ sáu, về công cụ đang sử dụng. Và thứ bảy, về definition of done. Qua mỗi Spring Retrospective, Scrum Team sẽ xem xét để có thể tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn và definition of done được cải tiến hơn. Product Owner cũng tham gia vì cũng là một thành viên của Scrum Team. Việc không có Product Owner tham gia sự kiện này sẽ dẫn đến nhiều bất cập và khó khăn cho Scrum Team trong việc cải thiện tốt hơn trong Spring sau. Những bên liên quan khác sẽ không được tham dự Spring Retrospective vì sự kiện này chỉ dành cho riêng Scrum Team. Sự kiện này diễn ra sau Spring Review và trước Spring Planning của Spring tiếp theo. Theo Scrum Guide 2017, thì Spring Backlog của Spring tiếp theo sẽ nên bao gồm ít nhất một action item. Nhưng điểm này được thay đổi trong Scrum Guide 2020, theo đó đổi thành Scrum Team quyết định điều gì là quan trọng và cần phải cải thiện ngay. Nếu cần, có thể xem xét đó là một công việc trong Spring Backlog của Spring tiếp theo. Tức là không còn tính bắt buộc cho việc nên có một action item trong Spring Backlog cho Spring sau nữa, mà nó thuộc quyền quyết định của Scrum Team. Bạn đang gặp khó khăn trong việc tổ chức một Spring Retrospective hiệu quả? Bạn có thể sử dụng 9Y, 15% Solutions, Quick Questions, W3 để hỗ trợ cho Spring Retrospective hiệu quả hơn. Ngoài ra, Scrum Việt cũng đã chia sẻ những phương thức hay những format có thể giúp bạn chuẩn bị và tạo điều kiện tốt nhất cho một buổi Spring Retrospective hiệu quả. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của Scrum Việt hữu ích, hãy like, share và subscribe YouTube channel của Scrum Việt để tiếp tục theo dõi những video mới của chúng tôi nhé. Chào và hẹn gặp lại.